Năm học 2013-2014, quy mô trường lớp các cấp học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của phụ huynh học sinh. Thành phố cũng đã huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường, đạt phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, củng cố vững chắc, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành giáo dục đào tạo thành phố cần tập trung thực hiện trong năm học mới 2014-2015, như xây dựng trường học tiên tiến hiện đại, gắn giáo dục tri thức đạo đức với giáo dục thể chất, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất và lối sống. Tại hội nghị, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã trao bằng công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi cho ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.